9 tháng vừa qua, vận chuyển hành khách và hàng hóa đều tăng trưởng khả quan, lần lượt tăng 13,1% và 14,6% so với cùng kỳ. Hầu hết các ngành vận tải đều duy trì đà tăng tích cực. Số liệu cung cấp từ Tổng cục Thống kê cho thấy, nhu cầu đi lại trong tháng 9 tăng cao hơn tháng trước, nên hoạt động vận tải trong tháng 9 duy trì tốc độ tăng tích cực so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận chuyển hành khách tăng 5,7% và luân chuyển hành khách tăng 24,6% vận chuyển hàng hóa tăng 12,5% và luân chuyển hàng hóa tăng 8,7%. Tính chung 9 tháng năm 2023, vận chuyển hành khách tăng 13,1% và lương chuyển tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Còn vận chuyển hàng hóa tăng 14,6% và lương chuyển tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.